thì hôm nay mình sẽ cùng nhau tìm hiểu chọn cách chọn sữa, cách để chọn sữa công thức cho trẻ sao cho nó hợp lý nha mọi người. Thì chọn sữa công thức cho trẻ thì cái việc đầu tiên là bố mẹ cần phải xác định được cái độ tuổi của trẻ cần được bú, và sau đó là mình sẽ lựa cái sữa tương ứng với cái tháng của trẻ đó. Trẻ dưới 6 tháng thì uống sữa gì, trẻ dưới 1 tuổi thì uống sữa gì đó. Thì mỗi cái dòng sữa này nó sẽ có cái mức tháng khác nhau. Tiếp theo nữa là mình sẽ lựa chọn những hãng sữa uy tín, có chất lượng đó. Cái đó là rất quan trọng mọi người, vì mình chọn sữa mà nó không có chất lượng đó, thì nó ảnh hưởng vào cái đường tiêu hóa của trẻ rất là nhiều. Cho nên là mình cần phải chọn lựa cái hãng sữa như thế nào sao cho nó uy tín nhất có thể. Cái tiếp theo nữa là mình chọn cái mùi vị đó. Cái mùi vị thì sẽ có cái sữa mà cho em bé bú, một số sữa nó sẽ hơi hơi có vị tanh tanh một xíu đó, còn mà một số sữa thì nó sẽ có cái vị thơm béo đó. Tùy vào trẻ mình nó muốn uống cái gì, vì vậy mình khi mà mình mua cái sữa cho trẻ thì đầu tiên, nếu như mà cái sữa đầu tiên lần đầu tiên trẻ uống thì mình sẽ mua lon nhỏ thôi đó. Lon nhỏ để thứ nhất là để tiết kiệm, vì mình chưa biết chắc chắn được là trẻ có thích cái sữa này hay không đó, mình cần phải thử nghiệm trước. Cho nên là mình sẽ mua lon nhỏ trước, mình cho trẻ bú, coi thử là trong quá trình bú trẻ có thích không. Thứ hai nữa là trong quá trình bú thì trẻ nó có kiểu dị ứng đó, dị ứng gì so với cái sữa hay không. Cho nên là coi thử là trong quá trình bú thì trẻ nó có kiểu căng á, nó có hấp thụ không á đó. Cho nên và sau khi mà trẻ bú xong, coi thử là trẻ nó có bị bấu này bấu không khi mà mình uống cái sữa đó. Thì một số trẻ nó sẽ không có thích cái sữa này, thích hợp cái sữa này nó sẽ dễ gây bấu đó. Cho nên là mình cần phải, khi mà mình cho trẻ bú sữa công thức thì mình nên thử một số dòng sữa uy tín để cho trẻ nó coi thử cái nó uống được cái dòng sữa là sữa nào để cho nó hợp với nó đó. Cái tiếp theo nữa, khi mà chọn sữa cho trẻ thì mùi thoáng hỏng. Tiếp theo nữa là mình cần phải coi thử là cái độ tiện dụng của cái sữa đó nó có phù hợp với lại bố mẹ hay là không đó. Vì một số sữa là nó sẽ pha với nước nóng, một số sữa nó sẽ pha với nước vừa uống thôi đó. Mình chỉ cần pha lên là trẻ nó đã uống được rồi, mình không cần phải đợi thời gian làm để cho nguội nó. Thì một số bố mẹ thì không có canh được cái thời gian trẻ nó đói á, cho nên là mình cần phải lựa cái là sữa nào mà cho nó tiện dụng cho cái vấn đề nhất có thể đó. Trên đây là những cách mà mình cần phải lựa cái sữa công thức. Sau khi mình khi mình mua cái hộp sữa về, mình cần phải kiểm tra coi thử là cái hộp sữa nó họ sử dụng này ở cái bề ngoài của hộp nó có bị tài xước mốt méo gì chỗ nào hay không đó. Mình nếu như mà tài xước mốt méo thì mình cần phải biết được lý do vì sao mình nó tài xước mốt méo nha mọi người đó. Ở khi mà mình mua mà mình không có biết cái do mà cái lâu nó tài xước mốt méo thì mình không nên mua đó. Cái này là góp ý thêm khi mà mình mua cho sữa công thức đó. Rồi đây này là cái cách mà để bố mẹ có thể lựa chọn cái loại sữa công thức nào phù hợp nhất đối với trẻ. Cảm ơn mọi người đã theo video của mình nhé. Bye bye.